Dù không nằm ở vị trí đắc địa và có diện tích chỉ chừng 20 m², nhưng tiệm mì Nguyên Lợi ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh đã trở nên nổi tiếng suốt hàng chục năm qua. Tiệm mì Nguyên Lợi có mặt ở Sài Gòn từ năm 1960, chuyên bán mì Hoành Thánh, hủ tiếu và một loại đặc biệt trộn hai sợi này. Trong đó đặc trưng nhất là món hủ tiếu mì Hoành Thánh với sợi hủ tiếu màu trắng, mềm tươi, còn sợi mì màu vàng cứng vì đã được chiên qua. Chủ tiệm cho biết, nước dùng ở đây được hầm từ xương ống và sườn, rồi lấy nước cốt pha ra, sau đó nêm nếm cho hợp khẩu vị của thực khách. Quán mình hả? Nay là ba đời rồi. Từ hồi ba mẹ mình chưa có mình là ba mẹ đã làm nghề này rồi. Sau này mình lớn lên thì mình tiếp nối thôi. Ba mẹ mình lớn tuổi rồi, yếu rồi, mất rồi. Sau này mất rồi thì mình bắt đầu tiếp nối. Giờ tới đời cháu nữa, có thằng cháu phụ nữa. Ở đây chú bán mì, hủ tiếu, Hoành Thánh. Không có quán chú không có đóng cửa. Bán suốt luôn rồi em. Ông Lạc Cẩm Vinh, chủ tiệm mì Nguyên Lợi cho biết, quán mở cửa thâu đêm suốt sáng, mì và hủ tiếu được chuẩn bị vào ban đêm, còn các nguyên liệu sẽ được chế biến vào ban ngày. Tiệm có bán hủ tiếu mềm, Hoành Thánh, xá xíu, mì. Nếu khách gọi tô thập cẩm thì ngoài các nguyên liệu sẽ có thêm tôm, trứng cút, gan, v.v. Điều đặc biệt và gây ấn tượng ở tiệm mì này, ngoài hương vị món ăn là chiếc xe gỗ đã gắn liền với ba thế hệ của gia đình ông Vinh. Ông cho biết chiếc xe được đặt từ Quảng Đông, Trung Quốc, mang qua từ những ngày đầu mở quán. Quán thường đông khách vào buổi chiều tối, thời điểm người dân tan làm. Những ngày cao điểm, quán tiêu thụ khoảng 600 vắt mì, 5-6 kg Hoành Thánh, chưa kể hủ tiếu và các món ăn thêm. Giá một tô hủ tiếu bình thường ở đây là 40.000 đồng, tô thập cẩm giá 50.000 đồng, còn tô đặc biệt có giá 60.000 đồng. Rồi khách đi nước ngoài về ăn nhiều lắm. Người ta kêu là đi 5 năm, 10 năm mà mới trở về Việt Nam là ghé rồi ăn mì liền. Xuống sân bay là tới đây liền. Ta nói thèm cái vị á. Tôi ghé lại ta ăn, tôi nhớ cái vị á, cái hương vị á. Em biết cái quán này là qua một cái kênh chuyên về ẩm thực. Thì em xem thì cái quán này cũng khá là lâu ở thành phố á. Cho nên là em tới ăn thử. Tại vì em, bản thân em cũng ăn khá là nhiều quán, nhưng mà khi mà em ăn thử thì đặc biệt là cái nước dùng ở đây nha, nó rất là ngọt thanh, nhưng mà không phải là ngọt thanh đường, nhưng mà ngọt thanh từ giống như là xương mình nấu á, thì nó rất là ngọt. Với lại cái sợi hủ tiếu ở đây, cái sợi mì ở đây ăn nó cũng ngon nữa, nhất là cái sợi mì là cô chú là làm thủ công á, ăn cái sợi nó dai, nó không có bị bở hay là bị bột, ăn nó cũng ngon.